Rồi xin chào tất cả quý anh em. Thì Santi đang có mặt tại hội trường quán trường Bồng Sơn ở Nhân Định. Thì cũng cập nhật lại một số cái cây hoa Tết tại đây, thì kính mời quý anh em đón xem. Thì trước mấy quý anh em là mai nha. Mai thì năm nay cũng khá nhiều mai ở An Nhân Bình Định đã chuyển ra đây, cũng như là quý anh em có lái cây ở phía anh em ở miền Tây về cũng khá là nhiều. Nói nhìn chung thì thời tiết cũng không có được thuận lợi lắm, nhưng mà thực tế thì cũng khá là nhiều hoa, kể cả những cái chủng loại hoa khác nhau, như là những cái chủng loại hoa như hoa mai, hoa cúc. Thì sáng hôm nay cũng là chiều ngày 29 Tết rồi, cho nên là cái lượng hoa nó cũng vơi đi. Hiện tại thì cũng khá là nhiều cái khách hàng người ta đã mua hoa về để trưng bày đón xuân vào những cái ngày xuân. Hoa mai của anh em, những cái cành mai nở khá là đẹp. Cây này nở hơi sớm, hôm nay chín là cây này nở hơi sớm quá đây. Thì cái hoa xuân thì cũng chủng loại hoa thì cũng chủ yếu là hoa mai và hoa cúc. Thì ngoài những cái chủng loại như trên thì nó cũng có một số hoa là treo vàng, hoa ly, vân vân. Mà chủ đạo cũng là hoa mai, hoa cúc và tiểu quất. Thì năm nào cũng vậy quá nè. Thì ba cái loại hoa đó là chủ đạo chúng ta mua về để chúng ta đón xuân. Thì năm nay cái chợ hoa nó cũng tương đối nhỏ hơn mọi năm, vì lý do cũng là thời tiết cơ bản là không có thuận lợi lắm, nhưng cho nên cái lượng hoa xuất ra thị trường thì nó cũng không nhiều. Nhưng mà giá cả năm nay thì cũng rất là hợp lý với anh em, cũng không có gì mà biến đổi nhiều năm trước. Những chậu cúc thì nó nằm tầm 400-500 nghìn, chậu mai thì cũng 500-700 nghìn cũng có với anh em, từ 1 triệu đến 10 triệu cũng có. Nói chung là giá cả cũng khá là đa dạng, bên em có rất nhiều sự lựa chọn nha. Cúc mà hiện tại cũng còn tương đối nhiều, thì họ bán chủ yếu năm nay chiều nay thì sáng mai cũng xong, tại vì là những công chức viên chức thì chính thức nghỉ ngày hôm nay. Thì chiều nay họ mua về trưng bày ở cơ quan, và nhà cửa thì cũng đã dọn dẹp xong thì họ mới mua hoa về trưng bày. Cúc thì nó cũng khá là đẹp. Bình Định thì cúc trồng cũng khá là nhiều, qua cũng lấy một số tỉnh ở Quảng Ngãi, đa số là cúc và quất thì lấy ở Quảng Ngãi về. Ở đây có một số cây cam này của anh em. Cây cam này nhập được ở miền Tây về, cam nhập miền Tây về khá đẹp, trồng trong chậu nha, trồng trong chậu. Mai của này, mai đây mai Giang Long, một cái đất riêng của An Nhơn Bình Định. Thì một số người đã vào An Nhơn thì từ Bồng Sơn đến An Nhơn thì còn khoảng 70-80 cây số với này, khá là gần. Cúc rất là đẹp nha, cúc rất đẹp, nở rất là đẹp. Đây là cái hoa le, hoa treo vàng, hoa đậu vàng. Cái lượng người chiều nay cũng khá là đông nha, chiều nay họ đã bắt đầu ra chợ và mua sắm. Chiều nay chợ cũng khá đông, tối thì có thể đông hơn bữa nay, có thể đông hơn. Đây là quất, quất này thì nhập ở Quảng Ngãi về nha. Lượng trái thì nói chung cũng được, cho nên không có đẹp xuất sắc lắm. Tuy nhiên cúc thì khá là ok, hoa khá đẹp, tươi. Rất nhiều khách họ chọn những chậu hoa để mang về trưng bày.
số cây mai này là kiểu dáng ở miền trong. Cũng khá cúc cũng khá đa dạng giá, thì từ khoảng bán chủ yếu là khoảng tầm khoảng 400 đến 500 nghìn. Bữa nay cũng có một cái chỗ cúc để bữa nay trưng bày. Cúc còn khá là nhiều, còn khá là nhiều. Hoa thực dược. Thì năm nay thì thấy cái lượng cúc nhiều hơn là năm ngoái nha. Cúc nhiều hơn năm ngoái. Đây là con sông Lại Giang nha, con sông Lại Giang tại Bồng Sơn, Hòa Nhân, Bình Định. Thì Bồng Sơn ngày xưa là thị trấn, bây giờ là nó lấy là phường Bồng Sơn. Thì Hòa Nhân lên là thị xã Hòa Nhân, cho nên là thị trấn Bồng Sơn đã chuyển về phường Bồng Sơn. Phía hội trường và phía trước hội trường là con sông Lại Giang. Sông Lại Giang cũng khá là nổi tiếng, khá nổi tiếng trong từ trước đến nay. Phường Bồng Sơn thì ngày xưa họ đánh giá là một cái địa thế cũng khá là hợp với cái phong thủy khá là tốt. Bên một bên là sông. Thì họ mua chở về của này. Bồng Sơn thì một bên là sông, một bên là núi. Thì giao mặt của nhau, một phong thủy thì trước sông sau núi, tựa lưng thì cũng khá là phong thủy thì khá là tốt. Thì cách đây tầm 3 năm thì họ đã xây được một cái con đập ngăn mặn, cho nên là cái lượng nước Bồng Sơn đã được trữ lại. Thì trước đó thì nước nó bị không có con đập ngăn, cho nên là nước nó đổ ra biển. Xong thì nó trơ trọi như 2 năm lần gần đây thì cái dòng nước nó đã được hồi sinh. Phong thủy rất là tốt, Bồng Sơn cũng đã phát triển rất là mạnh rồi. Đường xá thì cũng được cải tạo lại, nâng cấp cơ sở hạ tầng đã xây dựng khá là khang trang. Cúc còn tương đối nhiều nha quý anh em, cúc còn tương đối nhiều. Thì Bồng Sơn thì cách Quy Nhơn khoảng 100 km về hướng bắc, thì và đi tầm khoảng 100 km nữa thì đến Quảng Ngãi. Bồng Sơn nằm trên cách quốc lộ 1A thì khoảng hai cây số, cách quốc lộ 1A khoảng 2 cây số. Cúc rất là nhiều, cúc cũng tương đối còn khá là nhiều. Thì hôm nay là chiều ngày 29 Tết, bên Sơn Thi cũng đã đi quay một số cái hình ảnh chợ hoa Tết Quý Mão năm 2023. Kính mời của anh em đón xem và học đón xem để tham khảo. Và cũng không quên nhấn một like, một subscribe và chia sẻ video của bên Sơn Thi quý anh em khác cùng xem. Bên Sơn Thi thì cũng chuyên kinh doanh bên mảng chậu sứ, cây cảnh, đa số là những dòng cây khai thác. Kính mời của anh em đón xem. Bên Sơn Thi giao lưu mỗi ngày, thông thường phát sóng lúc 11 giờ và 19 giờ. 11 giờ 19 giờ mỗi ngày. Thì bắt đầu mùng 2 thì bên Sơn Thi đã phát sóng lại và tiếp tục giao lưu của anh em. Kính mời của anh em đón xem. Hợp ý những sản phẩm nào thì ủng hộ bên Sơn Thi. Mình cách gọi điện trực tiếp đến số điện thoại liên hệ số Zalo. Bên Sơn Thi luôn gắn trên màn hình. Bên Sơn Thi ship hàng toàn quốc, ship hàng toàn quốc và bao ship cho quý anh em. Nhận cây thanh toán. Rồi một lần nữa thì cũng nhân dịp năm mới, bên Sơn Thi chúc quý anh em cùng gia đình bạn bè thân hữu có một cái mùa xuân vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt trong cái cuộc sống.
Rồi, video cũng đã khá dài rồi. Bên đây Quang Sang Thi xin tạm dừng video. Và một lần nữa thì Quang Sang Thi chúc quý anh em một mùa xuân mới hạnh phúc, an lành và thành công. Rồi xin cảm ơn quý anh em đã xem video. Xin chào.